Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tại sao Tổng thống Trump khăng khăng muốn khởi động nền kinh tế trong đại dịch Vũ Hán? Các chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang châm ngòi cho đợt bùng nổ kinh tế mà chúng ta chưa từng chứng kiến trong hàng chục năm. Nếu không muốn nói là chưa từng có, nhưng nay đối mặt với một cơn đại dịch đã kéo lùi nền kinh tế toàn thế giới, ông phải đối mặt với một nhiệm vụ không tránh được, cố gắng đẩy lùi cuộc khủng hoảng sức khỏe quốc gia trước mắt mà không tạo ra được cuộc khủng hoảng kinh tế dài hạn mà hậu quả đối với cuộc sống của người dân có thể còn tồi tệ hơn. Vì thế, trong khi Tổng thống tiếp tục nhận được lời khuyên của các chuyên gia y tế là quan trọng như từ bác sĩ Anthony Fauci và một số người khác, các tuyên bố gần đây của ông Trump cho thấy rõ ràng ông cũng có những tính toán phù hợp về những tác động nhân mạng đối với các quyết định về kinh tế mà ông sẽ phải đưa ra. Đây là một kiểu phân tích đa chiều mà là một quyết định cực kỳ khó khăn mà ông buộc phải thực hiện, trong khi những nhà phân tích sách vở có sự xa xỉ của việc được tùy chọn những thống kê, những sự kiện mà họ muốn để chứng minh cho quan điểm của mình. Tổng thống buộc phải cân nhắc đến tác động của nó tới thế giới và thật sự của mọi hành động mà ông làm. Và khi quyết định của bạn ảnh hưởng tới 325 triệu công dân Mỹ, thậm chí hàng tỷ người trên thế giới, thì số lượng biến số mà bạn phải cân nhắc là vô tận. Trong tình huống này, mỗi quyết định cần có nguồn thông tin đầu vào cực kỳ tốt. Đây là điều mà ông Trump đã đang thực hiện khi ông bổ nhiệm các chuyên gia hàng đầu của thế giới vào lực lượng tác chiến chống đại dịch của mình. Nhưng mỉa mai là giới truyền thông Mỹ lại đang đóng vai trò tiêu cực. Họ khiến cho người Mỹ ngập lụt trong những kịch bản tồi tệ nhất và không dự đoán được ngày tận thế. Thường là đến từ những người có động cơ chính trị bên trong, chẳng hạn như Andy Slavitt, một trong những kiến trúc sư của Obamacare, đã dự đoán rằng hệ thống bệnh viện quốc gia sẽ quá tải vào ngày 23 tháng 3. Rõ ràng là lời tiên đoán này đã được chứng minh là chật lất. Mô hình dự đoán mới của nhóm chuyên gia về sinh học tiến hóa của bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Oxford ám chỉ rằng ít hơn 1 trên 1.000 người bị nhiễm bệnh COVID-19 sẽ bị ốm nặng đến mức cần điều trị tại bệnh viện. Gần như toàn bộ những ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 xảy ra ở những người có nhiều yếu tố bệnh tật. Vì thế, thay vì đóng chặt nền kinh tế trong nhiều tháng chưa biết bao giờ kết thúc, các quan sát này chỉ ra rằng chính phủ nên tập trung bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong dân số quốc gia, trong khi phép màu hầu hết của người Mỹ quay trở lại làm việc. Cách này sẽ giúp cho duy trì hàng triệu việc làm và tái khởi động nền kinh tế Mỹ. Đây chính là những điều mà Tổng thống muốn nói khi ông tweet không thể để giải pháp tồi tệ hơn vấn đề virus rất có thể khả năng đã gây ra suy thoái kinh tế. Chính phủ không nên biến nó thành một cuộc đại suy thoái bằng cách ra quyết định dựa trên khủng hoảng và lo sợ. Tạm thời phong tỏa để bảo vệ công chúng là bình thường, nhưng cưỡng ép cô lập toàn bộ nền kinh tế trong dài hạn là công thức phá hủy nền kinh tế mà từ đó chúng ta có thể không bao giờ phục hồi lại được. Hãy cân nhắc một thực tế rằng Washington sắp bơm hàng nghìn tỷ vào nền kinh tế vốn đã phải tạm dừng trong vài tuần. Và dù thế, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với một sự gia tăng đột biến trong thất nghiệp và sự đóng cửa của hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ. Hãy tưởng tượng tình huống mà công thức này vẫn tiếp diễn trong nhiều tuần, nếu nhiều tháng nữa. Miệng ăn núi lở, bao nhiêu tiền chính phủ đổ vào cứu trợ cũng không bao giờ đủ. Chỉ có cách mở cửa lại cỗ máy kinh tế vĩ đại nhất là thị trường tự do Hoa Kỳ thì chúng ta mới đảm bảo có thể phục sinh từ đống cho tàn. Tất nhiên, lựa chọn này phải được thực hiện theo một cách thức an toàn nhất. Một số đề nghị bao gồm tiếp tục cách ly người già và người có bệnh từ trước. Nhóm người gặp nguy hiểm lớn nhất trong đại dịch, hậu quả về sức khỏe chung của mỗi ý tưởng cần được cân nhắc nghiêm túc. Nhưng chúng ta cũng phải tính đến tác động con người của việc mất việc, mất nhà và mất sự nghiệp. Sự loại bỏ cuộc mưu cầu hạnh phúc nói theo lời của các vị lập quốc chúng ta. Các nhà kinh tế, các nhà chủ doanh nghiệp nhỏ và những người Mỹ chăm chỉ không nên bị nguyền rủa và nhẫn tâm hay vô lý chỉ vì họ dám chỉ ra hậu quả kinh tế của những quyết định đang được thực thi.
Trong thời gian tôi làm việc tại Tòa Bạch Ốc, tôi thấy Tổng thống là người cực kỳ giỏi trong việc lắng nghe cái ý kiến đa chiều, suy xét vô số biến số và chỉ ra những quyết định dứt khoát và ông tin là tốt nhất cho người Mỹ. Hôm nay có lẽ ông đang phải đối mặt với một quyết định cực kỳ khó khăn nhất trong sự nghiệp Tổng thống của mình. Liệu chúng ta có chấp nhận một thất bại kinh tế dưới tay của kẻ thù vô hình, hay chúng ta sẽ bảo vệ được người dân của mình song song với việc tái khởi động nước Mỹ? Tôi tin Tổng thống sẽ có được một sự lựa chọn đúng đắn. Viên chức bị bỏ, biên chế suốt đời. Theo luật của cán bộ công chức và luật viên chức số 52/2019 QH14 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2019, điều 25 sửa đổi với 88,2% phiếu tán thành, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, các viên chức, bác sĩ, y tá, điều dưỡng, giáo viên, giảng viên tại các đơn vị công sẽ không còn được chế độ biên chế. Trước kia, các viên chức được vào biên chế đồng nghĩa sẽ được ký hợp đồng suốt đời. Tình trạng biên chế với viên chức chỉ chấm dứt nếu viên chức đó bị đuổi việc, nhưng điều đó rất khó xảy ra. Theo luật cán bộ công chức và viên chức 2019, chế độ biên chế suốt đời chỉ được áp dụng với 3 trường hợp sau. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2020, cán bộ công chức chuyển thành viên chức, người được tuyển dụng làm việc, viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, để giảm thiểu ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của người lao động, luật mới đã nâng thời gian ký hợp đồng trong luật mới, cụ thể nâng từ 12 đến 60 tháng thay cho 12 đến 36 tháng trong luật cũ. Ngoài ra, trong luật cũng quy định rõ và bổ sung kèm với quy định ký kết hợp đồng xác định thời hạn là nếu đơn vị sự nghiệp còn có nhu cầu và viên chức đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ thì đơn vị bắt buộc phải tiếp tục ký hợp đồng với viên chức đó, chứ không được phép ký kết để tuyển một người mới. Từ lâu, chính sách biên chế là rào cản trong quản trị nhân sự ở các đơn vị công. Trong đó, nhiều nhân viên thiếu năng lực vẫn tiếp tục công việc của mình, trong khi nhiều sinh viên ra trường rơi vào tình trạng thất nghiệp bởi các đơn vị công đã dư thừa nhân lực. Theo thống kê của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Văn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô, ước tính đến năm 2020 vẫn có khoảng 70.000 cử nhân sư phạm thất nghiệp, trong đó tiểu học là 41.000 người, trung học là 12.200 người và trung học phổ thông là 16.900 người. Tương tự, những nhân viên có năng lực nhiệt huyết đang làm việc tại đơn vị công sẽ thấy bị đối xử thiếu công bằng và thiếu động lực phấn đấu. Vì vậy, chính sách này giúp loại bỏ những viên chức không đủ năng lực, tuyển chọn thêm những viên chức có năng lực vào làm việc và góp phần phân bố lại nguồn lực cán bộ một cách đồng đều giữa vùng miền, khuyến khích viên chức đến các vùng cao, xa xôi, hải đảo để phát triển. Bên cạnh đó, theo khoản 1 điều 4 luật cán bộ công chức và luật viên chức 2019, hiệu trưởng các trường công, giám đốc các bệnh viện công cũng sẽ không còn là công chức mà chỉ là viên chức chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, bổ nhiệm nhân sự tại các cơ sở đó. 580.000 người không còn là công chức từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, trong đó có hiệu lực. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tích cực từ luật công chức, viên chức sửa đổi, sẽ có rất nhiều điểm cần bàn luận và cân nhắc. Trong đó, viên chức được ký hợp đồng mỗi lần tối đa 5 năm. Đây là thời gian khá dài so với các đơn vị tư hiện nay, và trong luật có đề cập đến 4 hình thức xử phạt đối với viên chức vi phạm gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Hình thức cao nhất, buộc thôi việc, sẽ khó được thực hiện khi việc đánh giá năng lực, trách nhiệm của các viên chức còn máy móc và thiếu tính khách quan. Điều 41 luật viên chức nêu rõ việc đánh giá viên chức chỉ được xem xét ở kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết. Thái độ phục vụ nhân dân thì nay đã được quy định rõ theo từng công việc, sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, điều này là rất khó khăn khi mỗi ngành nghề lại có đặc thù riêng, nên sẽ áp dụng một tiêu chuẩn với nội dung khác nhau khi đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nếu như chỉ dựa vào kết quả đạt được để đánh giá sẽ không thể tránh khỏi sai lệch, tiêu cực. Ví dụ, nếu đánh giá năng lực giáo viên thông qua số học sinh trung bình khá giỏi ở lớp cô giáo phụ trách, nhiều giáo viên có thể sẽ chạy theo thành tích nâng điểm cho các em học sinh. Tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp sẽ còn tiếp diễn. Học sinh được yêu cầu chỉ tập trung vào những môn học để
thi thay vì học để hoàn thiện bản thân theo đúng nguyên tắc cơ bản của giáo dục, tiên học lễ, hậu học văn. Thêm nữa, chỉ dựa vào cá nhân là hiệu trưởng, giám đốc bệnh viện để đánh giá năng lực viên chức là thiếu khách quan và trung thực. Cụ thể, hiệu trưởng sẽ quyết định sự thành bại của ngôi trường. Nếu hiệu trưởng không tốt, yếu kém, tham lam thì trường đó xem như gặp thảm họa. Hiện nay, nhiệm kỳ của hiệu trưởng là 5 năm. Thường là các hiệu trưởng yếu kém, trì trệ thì phải hết nhiệm kỳ mới có thể bãi nhiệm hoặc không bổ nhiệm lại nếu hiệu trưởng trên không bị kỷ luật đến mức cách chức. Rất khó để có thể thôi nhiệm vụ hiệu trưởng đối với các hiệu trưởng ở trên. Nên chăng chúng ta thực hiện dân chủ trong trường học cho các trường học được bỏ phiếu tín nhiệm mỗi năm một lần đối với hiệu trưởng? Nếu 2 năm liên tiếp mà hiệu trưởng được tín nhiệm trong hội đồng sư phạm dưới 50% thì nên cho hiệu trưởng từ chức hoặc có cơ chế bãi nhiệm để tìm người khác xứng đáng hơn. Bên cạnh đó, công cụ đánh giá giáo viên hàng năm chưa hoàn thiện, chưa cụ thể nên việc đánh giá giáo viên để không kịp tiếp tục ký hợp đồng sẽ khó tạo ra sự cạnh tranh công bằng. Điều này dẫn đến việc giáo viên, giảng viên được ký lại hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng do thương hay ghét hay vì lợi ích của hiệu trưởng. Thêm nữa, với việc cán bộ, công chức, viên chức vẫn được biên chế, nếu chuyển sang làm viên chức sẽ tạo ra sự không công bằng giữa các viên chức, sự cạnh tranh lành mạnh, đoàn kết trong tập thể sẽ khó tồn tại. Sự trao nhiều quyền cho các cấp lãnh đạo của các cơ sở công là việc làm đúng đắn, nhưng bản thân của các lãnh đạo cũng phải không nằm trong khỏi sự đánh giá, khen thưởng hay xử phạt như các viên chức thông thường. Tương tự như dịch vụ công như trường học, bệnh viện không chỉ dựa vào các cấp lãnh đạo đánh giá năng lực nhân viên mà cần phải có sự đánh giá chéo của nhân viên trong cùng đơn vị. Thêm nữa, bản chất trường học và là nơi bán dịch vụ giáo dục, bệnh viện là nơi bán dịch vụ y tế. Do đó sẽ tốt hơn để có những người mua và dùng sản phẩm đó là các phụ huynh, học sinh, bệnh nhân đánh giá về những viên chức bán những dịch vụ đó. Điều này mới tạo ra được sự dân chủ và cho ra kết quả khách quan đối với năng lực của các viên chức đó. Muốn thay đổi để đạt được hiệu quả tốt, sự dân chủ, công bằng và yếu tố khách quan là yếu tố đi đầu để tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng tại các đơn vị công chức, thúc đẩy dịch vụ công phát triển khi luật trên có hiệu lực. Tạm dừng mọi hoạt động hội họp tập trung trên 20 người. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 tới đây. Ngày 26 tháng 3, Thường trực Chính phủ liên quan họp liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán đang gia tăng, xuất hiện tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Có trường hợp nhiễm tại cộng đồng nhưng chưa được phát hiện, do đó chính quyền các cấp cần tăng tốc triển khai các biện pháp phòng dịch. Theo dự báo, chúng ta có 2 tuần để hành động và virus sẽ lây lan nhanh hơn hành động của chúng ta nếu như chúng ta không triển khai phòng chống kịp thời. Ít nhất trong 2 tuần tới, người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, dừng hoàn toàn các lễ nghi tôn giáo và sẽ xử lý chính quyền địa phương nếu để xảy ra tập trung trên 20 người. Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, vũ trường, các cơ sở du lịch tham gia, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống, Thủ tướng yêu cầu. Còn đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng cần thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm và các cơ sở khám chữa bệnh. Tạm dừng hoặc tổ chức lại rất ít chuyến giao thông công cộng. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế bay từ 2 thành phố lớn đến các thành phố khác. Người dân được yêu cầu ở lại nhà trừ trường hợp thực sự cần thiết phải đi ra ngoài. Đối với người dân từ các thành phố khu vực đang có dịch, các địa phương có trách nhiệm quản lý như đi từ vùng dịch. Thời gian thực hiện các biện pháp này là từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020 trong một tuần hoặc vài tuần và sẽ xem xét cụ thể. Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng chống virus Vũ Hán. Nhật Bản mới trao tặng lô hàng với tổng giá trị khoảng 20 triệu yên, gần 180.000 đô la để giúp thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh chủng virus Vũ Hán COVID-19 ở Việt Nam, vốn cũng đã nằm trong các nước nhận 37 triệu đô la của Mỹ. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GICA cho phóng viên biết rằng
Nhiều loại sinh phẩm đã được phía Nhật chuyển giao cho phía Việt Nam sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương của Việt Nam. Cơ sở y tế này, nơi có lắp đặt phòng xét nghiệm an toàn sinh học nhờ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của ODA của Nhật Bản và được Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Vũ Hán tại khu vực miền Bắc. GICA cho rằng phía Việt Nam đã đánh giá cao hành động tức thời của Nhật Bản nhằm giúp ngăn chặn virus Vũ Hán. Tin cho hay trước khi chủng virus Vũ Hán mới bùng phát, hai chuyên gia Nhật Bản đã được cử tới làm việc dài hạn tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để nâng cao năng lực xét nghiệm không chỉ ở viện này mà còn cả Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tuyến tỉnh. GICA nói rằng bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người dân Việt Nam là điều quan trọng đối với Nhật Bản vì sự tương tác giữa người dân hai nước đang ngày càng trở nên thường xuyên và tích cực hơn. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cũng bày tỏ hy vọng với phóng viên rằng thông qua viện trợ khẩn cấp lần này, GICA hy vọng rằng sự hợp tác và mối quan hệ giữa hai nước sẽ được thúc đẩy vượt qua khỏi lĩnh vực y tế. Cùng với Nhật, mới đây chính phủ Mỹ thông báo cung cấp hỗ trợ khẩn cấp giá trị 37 triệu đô la để giúp cho Việt Nam và hơn 20 nước đối phó với sự lây lan của dịch virus Vũ Hán. Đây là một phần của khoản ngân quỹ lên đến 100 triệu đô la mà Mỹ cam kết trong tháng 2 nhằm khống chế và ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán tại 25 nước Hoa Kỳ nói là ưu tiên trên thế giới. Trong bối cảnh các ca nhiễm virus Vũ Hán đang gia tăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào toàn dân ủng hộ phòng chống dịch virus Vũ Hán, kêu gọi người có tiền góp tiền, người có vật góp vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng. Hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Tính đến ngày 26 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam đã ghi nhận ít nhất 148 ca nhiễm đang gây quan ngại trên toàn thế giới. Theo chính quyền trong nước, chưa có ai tử vong ở Việt Nam. Trong khi đó, ở Nhật Bản, con số người nhiễm và thiệt mạng cao hơn hẳn Việt Nam. Bộ Y tế xứ sở mặt trời mọc cho biết đã ghi nhận ít nhất 1.200 ca nhiễm virus Vũ Hán và 43 ca tử vong. Đại sứ Việt Nam tại Tokyo Vũ Hồng Nam mới đây đã kêu gọi người dân Việt Nam ở Nhật Bản bình tĩnh và có các ứng xử tích cực trước dịch bệnh. Đồng thời cho biết rằng chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới sức khỏe cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, trong đó có người Việt Nam tại Nhật Bản. Theo GICA, sau khi Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều bệnh truyền nhiễm mà cơ quan này nói là nguy hiểm như dịch SARS năm 2003 và dịch cúm gia cầm H5N1 năm 2004, và từ năm 2006, chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ các dự án viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam để thiết lập phòng an toàn sinh học cấp 3. Dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống phòng xét nghiệm y tế về an toàn sinh học và xét nghiệm các tác nhân gây bệnh nguy hiểm. Mục đích chính trị lồng trong vỏ bọc của các ca lây nhiễm virus Vũ Hán. Hệ thống truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam làm ra không phục vụ cho mục đích thông tin mà chỉ là tuyên truyền láo, biến láo thành thật nhằm phục vụ cho nhu cầu chính trị. Những ai nghiên cứu Cộng sản và từng trải nghiệm Cộng sản đều nhận ra, đều đọc được ý nghĩa rằng sau các con chữ trong các bản tin của các cơ quan truyền thông nhà nước đăng tải và tài liệu của chúng làm ra phát tán. Để biết hệ thống truyền thông Cộng sản Việt Nam nói láo nhằm che giấu mục tiêu chính trị cụ thể như thế nào, thì chúng ta cùng đọc thông tin một số ca nhiễm virus Vũ Hán gây xôn xao dư luận mới đây trên các báo lề đảng dưới đây. Thứ nhất, Nguyễn Hồng Nhung ca nhiễm thứ 17, con của chủ tịch công ty thép Việt, Nhật Việt, đi tham gia sự kiện thời trang Milan Paris mang mầm bệnh về Hà Nội. Theo kết luận của truyền thông, lề đảng là một siêu nhiễm super spreader. Thứ hai, Nguyễn Thảo Tiên, tiểu thơ ăn chơi người Việt, con gái của vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn sống ở London, có dự tiệc cùng với Nguyễn Hồng Nhung bị nhiễm virus Vũ Hán, được thuê chuyên cơ về Thành Hồ chữa trị. Thứ ba, Nguyễn Quang Thuấn ca nhiễm thứ 21, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, là thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Klmver Nguyễn Xuân Phúc, thành viên phái đoàn của Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Công du Ấn Độ, Anh về Việt Nam cùng chuyến bay và ngồi gần với siêu lây nhiễm thứ 17. Thứ tư, Đặng Thị Linh Trang ca nhiễm thứ 34, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vật liệu Xây dựng, là thành viên của Hội doanh nhân tỉnh Bình Thuận, đã từng selfie với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Ba Trang cùng với 18 nữ doanh nhân Việt Nam đến New York rồi qua Washington DC tham quan du lịch cũng là một siêu lây nhiễm. Đọc thông tin về một số ca nhiễm xuất cảnh tháng 2 và nhập cảnh tháng 3 là thời điểm dịch bệnh bùng phát bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, tạo sóng dư luận xã hội, và đọc các lời bình luận dưới các bản tin, không khó để thấy nhiều lớp vỏ bọc bao bọc mục đích chính trị và các ca nhiễm mới này cụ thể như sau. Thứ nhất, lớp vỏ bọc thứ nhất là gây sự chú ý với các chuyện đời tư giật gân cá nhân đi với ăn chơi và chơi bời của bọn nhà giàu và các bọn lãnh đạo nhà sản như tham dự sự kiện thời trang Ý Pháp, đi ăn trưa ở khách sạn Daegu, ăn tối ở nhà hàng, đi đánh gôn 3 tỷ một năm, thuê chuyên cơ về thành phố Hồ Chí Minh để chữa virus Vũ Hán, sử dụng nghệ sĩ hướng dư luận xã hội, ném đá bệnh viện nhiễm virus Vũ Hán như đang yên ổn, bỗng biến thành núi lửa chỉ vì cá nhân, ý thức kém. Vỏ bọc thứ hai là gây ồn ào tạo sự chú ý cho xã hội và các ca nhiễm mới với mục đích định hướng dư luận, nhìn nhận các ca siêu lây nhiễm có nguồn gốc ở châu Âu, từ Mỹ nhằm hỗ trợ cho tàu cộng chối bỏ nguồn gốc phát sinh cúm China, Chinese virus và các cơ quan truyền thông lề đảng như sau. Đến chiều ngày 20 tháng 3, tổng số ca virus Vũ Hán ở Việt Nam là 87, trong đó 17 người đã khỏi bệnh, bao gồm 16 ca phục hồi từ tháng trước. Một bệnh nhân xuất viện hôm nay và các bệnh xâm nhập chủ yếu từ châu Âu và Mỹ, sau đó lây lan ra cộng đồng và 15 tỉnh thành. Vỏ bọc thứ ba là lợi dụng các ca nhiễm virus Vũ Hán nhằm thanh toán đồng chí trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực lãnh đạo ở Đại hội Đảng 13. Truyền thông lề đảng thừa cơ nhắm vào hai ca nhiễm Nguyễn Quang Thuấn thứ 21 và Đặng Linh Trang thứ 34 là đàn em thân cận của Nguyễn Xuân Phúc, tức là nhắm vào thẳng Nguyễn Xuân Phúc. Vỏ bọc thứ tư là sử dụng công an và cơ quan truyền thông để quyết định ai nhiễm, ai không nhiễm Chinese virus và lựa chọn nhân vật nhiễm bệnh bị lộ qua các truyền thông lề đảng để loan tin về triệu chứng và phác đồ trị liệu của Bộ Y tế cung cấp cho các bệnh viện chữa trị cho bệnh nhân nhiễm Chinese virus. Cụ thể như Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thảo Tiên được điều trị bằng thuốc theo triệu chứng thì không thấy, không đầy 2 ngày là cả hai đều đã ổn, không sót và đã tự thở, không cần phải cho thở oxy, còn ho ít. Hiện nay bệnh tình của Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Hồng Nhung sống chết ra sao? Nguyễn Quang Thuấn đã gây lây nhiễm, đã gây nhiễm cho bao nhiêu người và đó là những ai? Có phải là siêu lây nhiễm hay không? Riêng Nguyễn Thảo Tiên, theo báo Nhà nước đưa tin, sau khi sử dụng 7 ngày kháng sinh và có kết quả X-quang cho thấy tình trạng phổi bình thường, xét nghiệm cho ra kết quả âm tính. Chuyện sử dụng liều kháng sinh 7 ngày điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán là láo xạo quá mức. Cùng việc bưng bít thông tin về tình hình bệnh và lây nhiễm của Nguyễn Quang Thuấn là bằng chứng chỉ ra côn an và tuyên láo hiệp đồng tác chiến, chỉ đạo cho bộ phận xét nghiệm cơ quan truyền thông quyết định cho ai bị nhiễm, ai không bị nhiễm virus Vũ Hán. Cụ thể là ca nhiễm thứ 34 Đặng Thị Linh Trang, nữ doanh nhân ở Bình Thuận. Theo báo chí đưa tin là bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, khạc đờm, rất đau họng. Sốt, ho khạc, ra đờm thì đâu phải là triệu chứng nhiễm virus Vũ Hán. Hai dấu hiệu căn bản của bệnh cúm tàu là sốt và ho khan. Có thể chính vì lý do có côn an và tuyên láo can thiệp và chuyện ai nhiễm, ai không nhiễm virus Vũ Hán, nên sau một tuần điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thì có tin bệnh nhân thứ 34 đập phá đồ đạc không rõ nguyên nhân và báo chí lề đảng vào cuộc chữa cháy như sau. Không hề có chuyện đập phá đồ đạc, chỉ là bệnh nhân này có ngỏ ý với chúng tôi về việc xin được chuyển lên tuyến trên như Bệnh viện Chợ Giấy hoặc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Tuy nhiên sau cuộc thăm hỏi làm việc và công tác tư tưởng của đoàn y tế, sáng nay bệnh nhân đã không còn xin ý kiến và chuyển lên tuyến trên nữa. Nếu như bệnh nhân 34 không đập phá đồ đạc thì cần gì đoàn của Bộ Y tế phải làm công tác tư tưởng và sau nửa tháng phát bệnh, điều trị mà bệnh nhân còn sức đập phá đồ đạc, còn tỉnh táo đòi chuyển viện, chắc là không phải nhiễm virus Vũ Hán rồi. Có thể bệnh nhân thứ 34 phải chờ cho côn an và tuyên láo cho xét nghiệm âm tính đúng quy trình, ai nhiễm, ai không nhiễm, ai chữa khỏi, ai được chưa khỏi thì phải. Và cũng như ca nhiễm thứ 32 Nguyễn Thảo Tiên đi chuyên cơ về Tân Sơn Nhất bị ngành y tế lôi ra xét nghiệm cho nhiễm virus Vũ Hán, nhưng hot girl này selfie với fans hâm mộ qua cổng thông tin nhà nước. Thảo Tiên không có biểu hiện mắc COVID-19 nhưng phải cách ly vì tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID
19 thứ 17 ở Hà Nội, sau khi máy bay đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đã được đưa thẳng đến bệnh viện dã chiến để cách ly tập trung. Hot girl Thảo Tiên cũng trấn an người hâm mộ trên trang cá nhân của mình: cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tiên vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cả cộng đồng. Ba Tiên đã thu xếp một chuyên cơ riêng đưa Tiên về đến Việt Nam sáng nay. Tiên đã tuân thủ quy định cách ly của Việt Nam. Mọi người yên tâm nha. Tóm lại, với độc tài toàn trị Đảng Cộng sản nắm Côn An và độc quyền thông tin thì chuyện ai nhiễm ai không nhiễm bệnh virus Vũ Hán theo nhu cầu chính trị mà chẳng được. Qua đó cho chúng ta có cơ sở khoa học để có cái nhìn toàn cảnh, nhận ra tất cả các diễn biến về bệnh dịch Vũ Hán nằm trong cái vỏ bọc theo thứ tự lớp làng như chuyện phim trên hệ thống truyền thông lề đảng đều do Đảng Cộng sản đạo diễn, hư cấu và chỉ đạo Côn An tuyên láo thi hành. Cũng như nhiều vỏ bọc do tuyên láo và Côn An Việt Cộng với còng súng hiệp đồng tác chiến nhằm che giấu bản chất lính đánh thuê ôm virus Vũ Hán cho tàu cộng trong cuộc chiến tranh sinh học chống loài người chẳng có gì là lạ. Dịch virus Vũ Hán sáng ngày 27 tháng 3, Mỹ có thêm 15.000 ca nhiễm, vượt Trung Quốc và đang đứng cao nhất thế giới. Số ca nhiễm ở Mỹ đã lên đến 83.000 ca, vượt qua Trung Quốc. Châu Âu là châu lục chịu ảnh hưởng nặng nhất do virus Vũ Hán. Số ca tử vong đã vượt trên 15.000 ca. Hàn Quốc thêm 91 ca nhiễm, Trung Quốc thêm 54 ca nhập khẩu. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nước này ghi nhận thêm 91 ca nhiễm mới tính đến hết ngày 26 tháng 3, giảm so với con số 104 của ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm của Hàn Quốc hiện là 9.332, trong đó có 144 ca từ nước ngoài. Ngoài ra có 8 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 139. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC ngày 27 tháng 3 cho hay Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 55 ca nhiễm mới tính tới cuối hôm qua, trong đó có tới 54 ca nhập từ nước ngoài. Hiện tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc là 81.340 ca, trong đó có 3.292 ca tử vong. Mỹ 83.000 ca nhiễm và nghiên cứu dự báo số ca tử vong có thể tới 81.000. Theo cập nhật của Worldometers, vào lúc 6 giờ 10 phút sáng nay giờ Việt Nam, 27 tháng 3, số ca nhiễm ở Mỹ đã tăng thêm 14.995 ca, lên tổng số 83.206 ca. Còn số ca tử vong do virus Vũ Hán ở nước này tăng lên 174 ca, lên 1.201 ca tử vong. Như vậy, hiện Mỹ có số ca nhiễm cao nhất thế giới, Trung Quốc đứng thứ hai 81.285 ca nhiễm, còn thứ ba là Ý 80.583 ca nhiễm. Theo hãng tin Reuters, Mexico ghi nhận thêm 110 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tổng số ca dương tính mới do virus SARS-CoV-2 ở nước này là 585 trường hợp và 8 ca tử vong. Hãng tin AFP dẫn nghiên cứu mới ngày 26 tháng 3 do Viện Đo lường và Đánh giá Y tế ISME tại trường Y thuộc Đại học Washington dự báo virus Vũ Hán có thể dẫn đến 81.000 cái chết ở Mỹ trong 4 tháng tới và khiến cho bệnh viện Mỹ quá tải vào đầu tháng 4. Chúng tôi hy vọng những dự báo này sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo trong hệ thống y tế tìm ra được cách mới để có thể cung cấp dịch chăm sóc y tế chất lượng cao cho ai cần các tuần tới, giám đốc ISME Christopher Murray chia sẻ. Đồng thời, ông nhấn mạnh quỹ đạo của đại dịch sẽ thay đổi và đột ngột tệ hơn nếu như người dân xem nhẹ biện pháp cách ly xã hội ngày hay không thực hiện nghiêm các biện pháp đề phòng khác. Fitch thừa nhận kinh tế Mỹ suy thoái. Ngày 26 tháng 3 trả lời phỏng vấn kênh NBC News, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fitch Jerome Powell cho rằng Mỹ rất có thể đã rơi vào suy thoái, đồng thời cảnh báo thời gian để dỡ bỏ các hạn chế xã hội vốn gây thiệt hại cho nền kinh tế sẽ tùy thuộc vào diễn biến của dịch virus Vũ Hán, trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc quay lại cuộc sống bình thường vào lễ Phục sinh tháng 4 tới. Dịch virus Vũ Hán đang giáng đòn thiệt hại to lớn cho nền kinh tế Mỹ khi nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, công nhân phải ở tại nhà và sự mơ hồ bao trùm ảnh hưởng tới các thị trường tài chính.
Ở Ý có thêm 712 ca tử vong, 6.203 ca nhiễm mới. Theo hãng tin Reuters cho biết số ca tử vong do virus Vũ Hán ở Ý đã tăng lên 712 ca, trong đó 26 tháng 3 lên tổng số 8.215 ca tử vong. Lúc đầu có một số tính toán nhầm khi số ca tử vong ở vùng Piemont không được tính vào. Trước đó, số ca tử vong do virus Vũ Hán ở nước này trong ngày 25 tháng 3 là 683, trong ngày 24 tháng 3 và 743 trong ngày 23 tháng 3 là 602, trong ngày 22 tháng 3 là 650, trong ngày 21 tháng 3 là 793, số ca tử vong cao nhất trong một ngày kể từ ngày 21 tháng 2 khi dịch lan nhanh. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm ở Ý đã tăng từ 74.386 lên 80.589 sau khi ghi nhận 6.203 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, đã có 10.361 ca phục hồi, số ca tử vong ở châu Âu là 15.000. Theo thống kê của hãng tin AFP, đại dịch virus Vũ Hán đã khiến khoảng 15.500 người châu Âu thiệt mạng tính đến 26 tháng 3. Trong đó, Ý ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất và chiếm tới một nửa, 8.215 ca tử vong, kế đến là Tây Ban Nha và Pháp. Châu Âu cũng là châu lục chịu ảnh hưởng nặng nhất do virus Vũ Hán. Tổng thống Putin nói về vấn đề của sự sống chết và cái chết, sự sống và cái chết. Phát biểu trước nhà lãnh đạo G20 ngày 26 tháng 3, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi giảm nhẹ trừng phạt cho các nước trong lúc diễn ra đại dịch virus Vũ Hán. Ông nói rằng đây là một vấn đề của sự sống và cái chết. Tuy nhiên, ông Putin chỉ nói chung chung, không nêu chi tiết những quốc gia nào nên được giảm nhẹ trừng phạt. Lý tưởng mà nói, chúng ta nên đề xuất mọi một lệnh hoãn áp các hạn chế lên nhu yếu phẩm cũng như giao dịch tài chính để mua chúng. Ông Putin nói hiện Nga vẫn còn chịu các lệnh cấm vận của phương Tây kể từ sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea, các nước có ca tử vong nhiễm mới trong ngày hôm nay. Honduras ghi nhận có số ca tử vong đầu tiên do virus Vũ Hán, trong khi đó ca nhiễm hiện tại của nước này là 52. Kenya cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên, còn tổng số ca nhiễm quốc gia Đông Phi này lên 31. Số ca tử vong do virus Vũ Hán ở Ireland tăng 10 ca lên 19 ca tử vong. Venezuela cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Vũ Hán. Thổ Nhĩ Kỳ, số ca tử vong do virus Vũ Hán đã tăng lên 16 lên 75 ca, còn số ca nhiễm tăng thêm 1.196 ca, tổng số 3.629 ca. Đến nay khoảng 40.000 xét nghiệm đã được thực hiện ở nước này. Nhà chức trách y tế Pháp đã ghi nhận thêm 365 ca tử vong do virus Vũ Hán trong ngày 26 tháng 3, nâng số ca tử vong lên 1.696. Tới 18 giờ địa phương của Việt Nam ngày hôm qua, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca virus Vũ Hán, gồm có 2 người từ nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam và 3 người bị lây từ người bệnh nhân trước. Tổng số ca nhiễm hiện đến tính đến 18 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2020 là 153 ca. Theo thông tin của Bộ Y tế, bệnh nhân số 149 là nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Long Biên, Hà Nội. Ông là lao động tự do tại bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày 23 tháng 3, ông đến sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines, số ghế 55C, cùng với mẹ, 68 tuổi, ngồi ghế 55A. Lúc nhập cảnh, ông không có biểu hiện sốt, không ho, không viêm phổi. Tại khu cách ly trường quân sự tỉnh Quảng Ninh, ông ở cùng phòng với hai người khác cũng đi trên chuyến bay này. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh ngày 25 tháng 3 khẳng định ông dương tính với SARS-CoV-2. 207 hành khách còn lại âm tính. Bệnh nhân cùng với mẹ và hai người ở cùng phòng đã chuyển đến bệnh viện số 2 thành phố Hạ Long để điều trị và theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân số 150 là nam, quốc tịch Việt Nam, 55 tuổi, trú tại phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 3, ông cùng vợ từ Hoa Kỳ về Việt Nam có quá cảnh Đài Loan, Trung Quốc trên chuyến bay của hãng hàng không EVA Air, số hiệu BA395, số ghế 2D và 2K, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Sau nhập cảnh, ông về nhà. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 3, ông có đi tới nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Ngày 14 tháng 3, tại nhà, 4 người dự. Ngày 15 tháng 3, quán Bún Gánh, đường Hàn Thuyên. Ngày 16 tháng 3, họp công ty Transimex, 24 người, và dự tiệc ở Hoa Viên Tri Kỷ cùng ngày.
Ngày 18 tháng 3, ông gặp bạn bè tại huyện Nhà Bè và đi khám tại Family Marisco số 34 Lê Duẩn, được tư vấn khám bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, sau chuyển cách ly tại Bệnh viện điều trị virus Vũ Hán Cần Giờ. Ngày 23 tháng 3, ông sốt, ho đau họng và được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly điều trị tại Bệnh viện điều trị virus Vũ Hán ở Cần Giờ. Bệnh nhân số 151 là nữ, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bà làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Gia Định, có hai chi nhánh ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bà là đồng nghiệp tiếp xúc gần với bệnh nhân 124. Hàng ngày bà đi làm cùng bệnh nhân 124 trên ô tô có lái xe riêng, chung lịch trình tới hai chi nhánh công ty và mua cà phê tại quán Starbucks ở quận 2. Ngoài ra bà đi tới một số nơi như quán ăn ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 13 tháng 3, sau khi đến siêu thị An Phú ngày 16 tháng 3, nhà máy Huê Phong ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 3. Ngày 23 tháng 3, bà được xác định là người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 124, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại khu C trường Thiếu Sinh Quân, quận Củ Chi. Đây cũng là nơi người lái xe đang được cách ly. Bệnh nhân số 152 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 27 tuổi, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cô là chị và sống cùng nhà với bệnh nhân số 127, nam nhân viên quán bà Búp Ha, làm việc tại công ty Formica, tầng 3, tòa nhà 414 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày cô đi làm giờ hành chính từ 10 giờ đến 14 giờ. Đến 14 tháng 3, cô tiếp xúc với 4 đồng nghiệp. Ngày 19 tháng 3, tiếp xúc với một đối tác của công ty. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3, cô đi một số nơi và tiếp xúc với một số người. Ngày 15 tháng 3, đến nhà cha mẹ ở quận Tân Bình. Ngày 17 tháng 3, ăn trưa cùng với hai bạn tại nhà hàng Chay Sen, quận 5, quận 1. Ngày 18 tháng 3, tiếp xúc gần với một người giao hàng. Ngày 20 tháng 3, khi biết tin quán bà Búp Ha, nơi mà em trai của cô làm việc, có ca bệnh virus Vũ Hán, cô nghỉ làm, tự cách ly tại nhà và được trạm y tế phường tiếp cận, theo dõi. Ngày 23 tháng 3, cô được lấy mẫu chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện điều trị virus Vũ Hán Cần Giờ. Công ty nơi cô làm việc tạm ngừng hoạt động. Bệnh nhân thứ 153 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 60 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tiền sử chưa ghi nhận bệnh lý, bà sang Úc thăm người thân và trở về Việt Nam vào ngày 21 tháng 3 trên chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN772 nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Sau nhập cảnh, bà được chuyển khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở chung phòng với bệnh nhân số 143 và hai người khác. Ngày 23 tháng 3, sau khi xác định ca số 143 mắc bệnh virus Vũ Hán, bà là hai người bạn chung phòng được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, theo dõi và lấy mẫu. Bệnh nhân 153 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 60 tuổi, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Và bệnh nhân đã lây nhiễm virus Trung Cộng trong quá trình bị cách ly tại Việt Nam. Nghĩa là lây từ K143 lúc nhốt chung ở khu nghi nhiễm. Như vậy có thể khẳng định điều kiện cách ly của Việt Nam là vô cùng tệ hại và thiếu khoa học khi nhốt tất cả các trường hợp nghi nhiễm sống chung ở một phòng. Điều này thật tai hại. Việt Nam tự hào ngạo nghễ, thế quái nào mà lại để cho người bệnh và người nghi bệnh ở chung với nhau như vậy. Có một điều khác với các quốc gia khác, nếu bạn là con cháu quan chức từ phường trở lên, đi Mỹ, đi châu Âu, đi du học sẽ được cách ly ở một nơi riêng, có điều kiện vô cùng tốt. Còn bạn là dân thường ấy hả? Nhìn K153 là biết. Trại súc vật nghĩa là một số vật luôn bình đẳng hơn những con vật còn lại. Thực tế Việt Nam là thế. Đừng trách người ta trốn cách ly. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.